my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town. Anh xin chào tất cả mọi người nha. Thì ngày hôm nay thì mình tiếp tục mình sẽ hướng dẫn cũng như là chia sẻ với mọi người về cái quy trình làm bô bên shop mình. Được chưa? Để cho anh em có thể tham khảo. Bởi vì là có rất là nhiều anh em hỏi và yêu cầu mình là anh ơi anh chia sẻ cái cách làm bô, anh chia sẻ về cái quy trình làm bô bên shop anh đi. Thì ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với tất cả các bạn cái quy trình và cái cách làm bô của bên mình như thế nào. Thì như anh em có thể thấy thì hiện tại trước đây thì hiện tại trước mặt các bạn đây là thợ nhà mình đang cầm một cái bô Tân Hòa, được chưa? Kiểu Gossi anh em nhá. Tân Hòa kiểu Gossi, được chưa? Đó, và đây là một cây bô nguyên bản. Đây là một cây bô nguyên bản. Nếu như là lắp cho dòng 50cc, cho gym, cho quay 100 thì chúng ta để nguyên cái cổ này. Chúng ta sẽ để nguyên cái cổ này và không phải cắt bỏ cái cổ này đi. Và để nguyên cái tay này dòng cho quay nhỏ. Nhưng đối với cái dòng mà như kiểu là quay 100 thì chúng ta sẽ phải cắt bỏ quay này đi, cắt bỏ cái phần tay đi, hoặc là quay 50cc là phải cắt bỏ cái tay này đi. Còn nếu lắp cho gym hoặc lắp cho quay nhỏ, chúng ta để nguyên tay này anh em nhé. Thì bây giờ mình sẽ làm một cái cây bô cốt Tân Hòa kiểu Gossi cho con quay 110, có nghĩa là cho dòng quay này anh em nhé. Thì chúng ta sẽ cắt bỏ cái phần tai này đi, cắt bỏ phần tai đi và cắt bỏ cái cổ này đi thì chúng ta làm cái cổ 110 cũng như là làm tai 110. Thì bây giờ mình sẽ làm cho anh em xem một cái quy trình làm bô của bên mình như thế nào. Được chưa anh em? Và bây giờ chúng ta cũng bắt đầu vào việc anh em nhé. Chia sẻ với tất cả anh em là cái quy trình đầu tiên để mà làm một cây bô. Thì ví dụ như lên bô 110 ấy, thì chúng ta sẽ cắt bỏ cái phần cổ đi. Bởi vì cái phần cổ này thì chúng ta sẽ phải bỏ cái cổ này đi để chúng ta thay cái cổ 110 vào, được chưa? Thay cổ 110 vào thì chúng ta bắt buộc chúng ta phải cắt bỏ cái cổ này đi. Thì giờ chúng ta sẽ cắt cổ nhá anh em nhá. Rồi ok, em cắt cổ đi. Sau khi mà cái cây bô này cắt cổ xong thì anh em có thể thấy rằng là cái cổ này chúng ta sẽ bỏ đi anh em nhé. Cái cổ này chúng ta sẽ bỏ đi và chúng ta sẽ thay một cái cổ khác vào. Đó, sau khi cắt cổ xong thì chúng ta sẽ cắt bỏ cái tai này đi, vì là quay 110 sẽ không cần dùng đến cái tai này. Được chưa? Cắt bỏ cái tai này luôn. Đó, hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho anh em một cái cách để chúng ta làm một cây bô 110 nó sẽ như thế nào, để cho anh em có thể tham khảo. Rồi em cắt đi. Ok anh em nhé, thì sau khi mà mình đã cắt cổ xong, cắt tai đã xong thì anh em để ý này, khi mà anh em cắt tai xong ấy thì chúng ta sẽ mài cái phần mà chúng ta vừa cắt đi để sờ vào nó không bị xước tay anh em nhé. Nó không bị xước tay và không bị làm thương tay của chúng ta, được chưa? Và sau khi cắt cổ xong, cắt tai xong thì chúng ta sẽ tiến hành là cắt cái phần bụng của cái cây bô Tân Hòa, móc Tân Hòa kiểu Gossi này để chúng ta móc anh em nhé. Sau khi mà đã cắt xong như này rồi thì chúng ta sẽ tiến hành móc anh em nhá. Rồi chuyển sang tiến hành đi.
Đấy, bây giờ thì các bạn để ý nhá, bây giờ thì thợ nhà mình sẽ móc cái bô này cho anh em xem. Đó, đầu tiên thì chúng ta sẽ phải lấy cái kẹp mát chúng ta kẹp vào đây. Sau đó là lấy cái tô vít hai cạnh để cạy cái phần mà chúng ta vừa cắt ra. Được chưa? Sau đó là chúng ta tiến hành lấy que để thổi cái vách của nó đi nhá anh em nhá. Chúng ta phải nhớ đeo cái mo vào để tránh ảnh hưởng đến mắt của chúng ta nhá. Đấy. Và các bạn để ý kỹ cái thao tác của thợ nhà mình, anh em có thể để ý kỹ và anh em xem nhá. Chúng ta sẽ thổi ở bên trong cái bô ra những cái vách. Đấy, ở thân cái bô, sau đó là chúng ta sẽ xử lý ở bên trong cái bô. Được chưa? Đó. Và sau khi mà đã thổi cái vách ở bên trong xong và xử lý ở bên trong cái bô thì chúng ta sẽ cạy làm sao để cho nó hết những cái mạt, những cái mà vụn nhỏ mà cái cây hàn của chúng ta vừa thổi vào trong, để cho nó rơi hết ra, để tránh cái tình trạng đi xe nó cứ lạo xạo anh em nhá. Chúng ta sẽ hàn mic vào nhá, có nghĩa là chúng ta sẽ hàn cái điểm mà chúng ta vừa cắt đi. Đấy, bây giờ thì chúng ta sẽ lấy kìm để chúng ta cặp, chúng ta gõ lại cái điểm bô mà chúng ta vừa cắt anh em nhá. Chúng ta sẽ hàn lại này. Và anh em lưu ý là khi mà mình hàn lại cái điểm này thì chúng ta nên dùng hàn mic anh em nhá. Nên dùng hàn mic để cho nó đẹp, mối hàn nó đẹp anh em nhá. Sau khi mà hàn xong cái vách cho anh nhiều một tí. Cho anh nhiều một tí, từ từ đã. Sau khi mà đã hàn cái cây bô mà nó vách xong như thế này rồi, được chưa? Thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tiến hành làm cổ anh em nhá. Tiến hành làm cổ cho quay 110 này. Em lấy cho anh một cái cổ của quay 110 đây. Đấy. Bây giờ mình sẽ cho anh em xem cái cổ của quay 110 này. À, bình thường ấy thì là khi mà cây bô của chúng ta mà theo xe, à theo bô ấy, là nó sẽ như cổ như này. Nó thẳng như này, được chưa? Sau khi mà lên cổ 110 thì chúng ta phải dùng cổ này nhá. Cổ nóc này anh em nhá. Đấy, nó loằng ngoằng như thế này này. Được chưa? Và làm lên cây bô đấy. Thì bây giờ thợ nhà mình đang căn chỉnh. Sau khi căn chỉnh xong thì thợ nhà mình bắt đầu sẽ tiến hành là hàn cái cổ bô vào cái cây bô đó, để cho lên quay 110 anh em nhá. Được chưa? Và cái quá trình làm bô này thì mình sẽ quay lại toàn bộ để cho anh em xem rằng là thợ nhà mình, bên shop mình sản xuất ra một cái bô nó như thế nào. Và anh em mà ví dụ như có thiện chí mua hàng, đặt hàng thì anh em cố gắng là lấy hàng giúp mình, nhận hàng giúp mình bên mình nhá. Bởi vì có rất là nhiều anh em, mình không nói là đánh đồng đa số, nhưng mà có một số ít anh em là khi mà đặt hàng thì không có trách nhiệm mua hàng, không có trách nhiệm lấy hàng, mà không có trách nhiệm cả những cái hành động của mình. Đấy. Anh em nào mà cảm thấy yêu quý shop, mà cảm thấy tin tưởng bô shop uy tín, anh em có thể đặt hàng và lấy hàng giúp shop. Đừng có đặt xong rồi lại viện lý do không lấy. Thì cái chiều ship bô, ship đi ship về của cây bô này nó rất là nặng anh em nhá. Một cây bô này nó nặng gần 4 cân. Như cây bô Tân Hòa Quoxy này nặng gần 4 cân cơ. Cho nên là cái phí ship đi ship về nó rất là cao. Nên là anh em mà ví dụ như có đặt hàng thì anh em lưu ý là lấy giúp mình anh em nhá. Đấy. Và sau khi mà hàn cổ xong thì bây giờ thợ nhà mình đang hàn nốt cái tai. Sau khi hàn tai xong xuôi xong thì nó sẽ là cái quá trình sơn lại. Sơn lại và sau đó là đóng hàng để gửi đi cho các bạn. Thì đây là một trong những cây bô mà khách hàng đặt bên mình. Thì mình sẽ nhân thể là làm để gửi cây bô này đi cho bạn ấy. Thì trước lúc mà mình gửi đi thì mình sẽ quay lại cái video này để chia sẻ với tất cả anh em cái quy trình sản xuất một cây bô của bên mình như thế nào. Đó, khá là nan giải chứ không phải đơn giản như các bạn nghĩ đâu. Nó có rất là mất rất là nhiều công đoạn, là cắt nào, gọt nào, mài rũa nào, sau đó thì là hàn này, rồi thì cắt làm sao cái cổ của 29 kia nó phải khớp với cây bô, làm sao để khi mà lên xe các bạn nó không bị cấn. Đấy, nó không phải là đơn giản một tí nào. Và sau khi mà hàn tai hàn cổ xong thì bây giờ sẽ đến cái quy trình là đóng gói và hoàn thiện anh em nhá.
Đấy thì là đây là cái thành quả sau khi bên mình làm xong anh em nhá. Thì đây là cái bản thô của nó, là sau khi làm xong là chưa có sơn siêu chưa gì cả. Các cái vết mối hàn của mình nó vẫn còn đang đen thui lùi. Được chưa anh em? Đó thì bây giờ thì mình sẽ tiến hành sơn, sau đó là đóng gói vào cho nó hoàn thành một cái quy trình để cho anh em xem anh em nhá. Và bây giờ mình sẽ đi sơn. Đấy thì là đây, sau khi mà bên mình sơn xong xuôi rồi thì anh em thấy là những cái vết sơn này, là những cái mối hàn này là bên mình đã sơn bạc vào để cho nó nhìn cho nó thẩm mỹ hơn. Được chưa anh em? Đấy, và sau khi mà sơn xong xuôi như này thì là bên mình sẽ đóng lại và gửi đi cho tất cả anh em. Và những anh em nào mà đang có nhu cầu đặt hàng, mua bô, mua đồ chơi thì anh em cứ inbox qua cho shop anh em nhá. Mình ship quốc toàn quốc luôn, được chưa? Và ngày hôm nay mình quay lại cái video này để chia sẻ với tất cả anh em về cái quy trình làm bô bên mình. Và một lần nữa cảm ơn tất cả anh em đã luôn đồng hành và theo dõi cũng như là mua bô ủng hộ shop. Cảm ơn anh em rất nhiều. Và bây giờ thì mình sẽ cho anh em nghe thử cái tiếng của cái bô sau khi đã móc xong sẽ như thế nào anh em nhá. Cảm ơn anh em. Móc cho Jim 50cc. Em ơi cho anh tiếng nhạc ạ.